ngọt ngào kết hợp kem mắt lạnh. Đố cậu là món gì? Hả? Ốp la tìm mãi chẳng thấy que kem nào màu nâu hình tròn như vậy. Hay là cho luôn bánh chocobai vào tủ đá rồi xin que vào là thành kem chocobai. Kem chocobai duy nhất trên thị trường, bên ngoài thì mát lạnh nhưng bên trong thì vẫn mềm dai. Bắp ngô kết hợp với đá lạnh. Đố cậu là món gì? Ôi dào, cho bắp ngô vào tủ đá là được mà. Gãy đinh rồi. Đáp án phải là kem bắp ngô. Thơm mềm ai cũng như của cậu. Giờ đố cậu tiếp. Bánh cắp cách kết hợp cầu vồng là món gì? Bình thường chỉ có cắp cách sô cô la vị vani chứ làm gì có cắp cách cầu vồng. Mẹ ốp la có mà tìm đang chơi. Tớ nói chuyện kể xuống đây. Cắp cách cầu vồng đây này. Thực ra đây là slang hình cắp cách. Ta học cách làm từ bộ học giỏi toàn diện Kidora gồm 20 khóa học như năng khiếu, tiếng Anh, khoa học, cực thú vị. Không cho, cậu đăng ký học ở kidora.vn đi. Còn được tặng cả bóp ít đồ chơi điện tử đấy. Được, để tớ xin mẹ. Còn chocolate này kết hợp với cái gì để thử thách Opla đây các bạn ơi. Hoàn thiện bằng icon nha. Có rất nhiều bạn đã comment thử thách cho Opla ở video trước. Và cảm ơn bạn Đức Huy 2296 đã đưa ý tưởng này nha. Dưa hấu đỏ kết hợp cùng sô-cô-la nâu. Đố Opla tìm được món nào như thế này? Quá dễ, có vẻ bánh cơm ba dưa hấu. Ngoài phủ lớp sô-cô-la, bên nhằm nhằm xanh đỏ vị dưa hấu. Opla còn có cả kem dưa hấu phủ sô-cô-la luôn nè. Bạn nhỏ này 1702 còn có ý tưởng hay hơn. Sô-cô-la ngọt ngào kết hợp cùng ớt cay nóng. Đố Opla là món gì? Nixi không biết có ớt sô-cô-la ăn không cay tí nào à? Nhà Opla có hãy một cái ớt sô-cô-la nhiều quá đây nè. Nixi thử miếng đi. Chỉ cần cắt một đường dọc và một đường ngang, di chuyển hai hình tam giác ở trên xuống dưới, tinh tế thành hình chữ nhật thôi nè. Sao cô làm được? Vì Opla đã dành thời gian học trên Kidora.vn, có khóa học toán hình học không gian rất hay, và còn 20 khóa học khác như vẽ, tiếng Anh, slam. Đặc biệt Kidora sẽ tặng máy chơi game bốc ít điện tử nhân dịp cuối năm học đó. Đâu tay kết hợp cái gì để thấy Opla đến đây cắt bằng ai thân nha? Nhà tớ chẳng có gì ngoài bánh kẹo. Anh sao nhóc bầu tớ làm lớp trưởng nha? Nhưng Lucy thì không cho. Ai bảo cậu muốn giành chức lớp trưởng với tớ? Nếu cậu chứng minh được đồ gì nhà cậu cũng có, thì tớ sẽ giành chức lớp trưởng cho cậu. Chơi luôn. Dẻo như chân châu, lại ngọt ngào như kẹo. Đố cậu là gì? Có ngay, kẹo trà sữa chân châu. Kẹo y như viên chân châu, bên trong có sô-cô-la ngọt dai ghê. Cậu đố món gì khó hơn đi. Chú mèo dễ thương, trèo trên một cái que. Đố cậu là món gì? Ốc là có kẹo nước mèo khổng lồ và bánh que hổ chấm sô-cô-la. Thì mèo cũng là tiểu hổ mà. Bánh que hổ giòn giòn ngại ngại, kẹo nước mèo khổng lồ. Bên trong có nhiều đồ chơi xinh, dán sticker nè. Em mắt sạch kết hợp với mì nóng hổi. Đố cậu là món gì? Kem ốc quế. Mì tôm, một món nóng, một món lạnh. Liệu có ăn được không các bạn? Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Vừa có vị béo ngậy của kem, lại còn đậm đà cay cay của mì tôm nữa. Câu cuối cùng này sẽ quyết định thắng hay thua. Đố biết đây là gì? Nhìn lại biết ngay con cá. Bánh cá nhà tớ thì thiếu gì? Đây có phải là con cá đâu, cậu nhầm rồi. Chiếc lớp trưởng vẫn là của Lizzy. Đây không phải là con cá, đây là gì hả các cậu? Cậu đừng tưởng không có sò thì tớ không có gì ăn nhá. Vậy là tớ món gì chẳng có. Được rồi, để xem. Chấm đen kết hợp với chân châu. Nhà cậu có món nào như thế này không? Nấm ảnh với chân châu á. Đáp án của tớ là Milo nấm chân châu. Xoài vàng chín mọng kết hợp với cơm. Đố cậu là món gì? Quá đơn giản. Cái tính là xôi xoài Thái Lan. Xôi dẻo mềm ăn cùng với xoài chín mọng. Nhà tớ bắt tập khó nên đầy quá kẹo dẻo thế này. Cậu đố gì khó hơn đi? Cá bơi tung tăng dưới nước, dâu tây ngọt ngào mọc trên bờ. Món này khó chưa? Kem cá bị dâu tây chứ còn gì nữa. Còn câu này sẽ không có gợi ý đâu. Đố cậu là món gì? Là con thỏ chứ gì. Thế thì chỉ có thể là cơm bento thỏ cinnamoron này thôi. Cái tạ đâu? Cinnamoron tập tạ nhiều, bụng sáu múi siêu cơ bắp luôn đây này. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng đáp án của cậu sai rồi. Đây có phải là con thỏ đâu. Không phải là con thỏ, thì là con gì? Cậu mà biết, comment cho tớ biết với nha. Giờ này mà Opla còn chưa đi học à? Bởi vì cậu làm gì có đồng hồ xịn như của tớ. Tớ còn nhúng được nước cơ. Tớ cũng có đồng hồ chứ bộ. Làm từ kem và bánh quê vừa đi, vừa ăn được luôn. Ai lại dậy sớm mà không ăn sáng như Lizzy? Đi học á là phải đầy đủ dụng cụ như Lizzy này. Opla cũng có bút chì xúc xích thơm ngon ăn được. Thế cậu có màu nước nén không lo bị đổ và bút dạ đổi màu như thế này không? Tớ ôi trời chết, trộn nhầm màu rồi, lại phải đi rửa. Khổ thế Lizzy, bảng màu của tớ mà hết nha. Tớ ăn luôn mà hết là lại có, vì tớ còn nhiều lắm. Làm từ bánh mì và mayonnaise đó, bút sắp đọc của tớ còn ăn được luôn. Làm từ sô cô la, đọc lạ chưa? Opla cho tớ mượn cuốn sách tiếng Anh với. Đây nhá, cho cậu mượn 5 phút thôi đấy. Hả? Đây đâu phải là sách tiếng Anh. À, nhưng mà thơm đấy. Thì sách của tớ ăn được mà. Đi thì ăn trong lớp trừ 5 điểm. Ốp la, để đồ dùng học tập lên bàn của kiểm tra. Vì sao đi học không mang đồ dùng học tập ngắn? Ốp la trừ 10 điểm. Đúng rồi, người người hôm trước hôm sau người cười mà. Nhưng mà các bạn thích Ốp la làm đồ ăn gì nữa thì comment nha.